chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cộng Review. Vào cuối tháng trước thì IQ, thương hiệu con của Vivo, đã trình làng chiếc IQ 3 5G với màn hình 144Hz và có chip Snapdragon 865. Và tối muộn ngày hôm qua thì IQ đã trình làng một phiên bản giá rẻ hơn có tên là IQ Neo 3. Tuy nhiên thì nó có các thông số cấu hình tương tự như chiếc IQ 3. Sau đây mình và các bạn sẽ cùng nhau đi tổng hợp nhanh thông tin chính thức về chiếc IQ Neo 3 nhé. Cũng giống như chiếc IQ 3 5G thì ở mặt trước, IQ Neo 3 sẽ sở hữu một cái màn hình có tần số quét lên tới là 144Hz với kích thước là 6,57 inch, sử dụng tấm nền IPS LCD và có thiết kế đục lỗ với phần khoét ở góc phải để chứa một cụm camera selfie có độ phân giải là 16MP. Các thông số khác về màn hình của chiếc Neo 3 bao gồm nó có độ phân giải là Full HD+, hỗ trợ giải màu rộng DCI-P3 và công nghệ HDR10 với tỷ lệ khung hình là 20:9, tỷ lệ màn hình so với thân máy đạt lên tới 90%. Ở mặt sau sản phẩm này thì nó sẽ được hoàn thiện từ kính và sẽ được trang bị bộ 3 camera ở phía sau với cảm biến chính có độ phân giải là 48MP. Ngoài ra thì nó còn có thêm một ống kính góc siêu rộng có độ phân giải là 8MP, cung cấp góc nhìn là 112 độ và ống kính chụp ảnh macro có độ phân giải là 2MP. IQ cho rằng điện thoại này sẽ hỗ trợ công nghệ Hyper HDR sẽ mang tới khả năng chụp ảnh chất lượng cao ở trong các điều kiện ánh sáng khác nhau. Về cấu hình, IQ Neo 3 sẽ được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 865 với tốc độ xung nhịp là 2.84GHz. Đây là con chip mạnh mẽ nhất của Qualcomm tại điểm bây giờ, mang tới khả năng chơi game cực kỳ tốt với nhân đồ họa là GPU Adreno 650. Và chiếc Neo 3 này thì nó cũng được hỗ trợ mạng 5G với con chip modem 5G X55 ở trên con chip Snapdragon 865, đi kèm với bộ nhớ RAM có các phiên bản bao gồm 6, 8 và 12GB, bộ trong là 128 và 256GB, với chuẩn bộ nhớ trong là US 3.1. Về pin thì Neo 3 sẽ được trang bị viên pin có dung lượng lên tới là 4.500 mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có công suất là 44W, có thể sạc tới 50% chỉ trong vòng vài phút theo như IQ tuyên bố. Sản phẩm này thì sẽ được chạy trên giao diện người dùng IQ UI mới và dựa trên nền tảng Android 10. IQ Neo 3 sẽ không được trang bị cảm biến vân tay ở bên trong màn hình, thay vào đó sẽ được đặt ở cạnh bên, tích hợp vào bên trong nút nguồn. Cuối cùng là về phần giá bán thì IQ Neo 3 sẽ có giá khởi điểm từ 381 USD, tương đương 8,9 triệu đồng cho phiên bản RAM 6GB, ROM 128GB, 423 USD tương đương 9,9 triệu đồng cho phiên bản RAM 8GB, ROM 128GB và 480 USD tương đương 11,2 triệu đồng cho biến thể RAM 8GB, ROM 256GB. Ngoài ra có phiên bản đặc biệt RAM 12GB, ROM 128GB sẽ có giá là 466 USD tương đương 10,9 triệu đồng. Sản phẩm thì sẽ được lên kệ trước tiên vào Trung Quốc vào lúc 10 giờ sáng ngày 29 tháng 4 với màu sắc bao gồm Guardian xanh và đen. Ok, vừa rồi thì mình và các bạn đã cùng nhau đi tổng hợp nhanh thông tin chính thức về chiếc IQ Neo 3, phiên bản rút gọn của chiếc IQ 3. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc smartphone này thì xin mời hãy để lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn các bạn theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.